nghệ kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt những người tổ chức chương trình gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đoàn văn nghệ và toàn thể bà con nhân dân khu phố lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tiết mục Giải phóng miền Nam của câu lạc bộ khu phố 9 đã mở đầu cho buổi tối của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các thành viên của câu lạc bộ đã mang đến cho chúng ta một tiết mục đúng chủ đề với không khí rộn ràng phấn khởi của ngày chiến thắng. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần ạ. Quý vị, chiến thắng 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng quân thù, hòa bình trở lại trên toàn đất nước Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ, non sông thu về một mối, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường. Đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, hòa chung với bầu không khí tưng bừng hân hoan trên khắp cả nước, đêm nay 30 tháng 4 năm 2024, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú, chi ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể nhân dân khu phố 9 đã long trọng tổ chức buổi giao lưu văn nghệ quần chúng với mục đích khơi gợi lòng tự hào tự tôn dân tộc trong mỗi chúng ta, cùng với niềm tin, ý chí quyết chiến quyết thắng trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng và văn minh. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Viết Nguyên, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 9 lên đọc diễn văn khai mạc đêm liên hoan văn nghệ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5.
về dự chung vui cùng với đêm liên hoan văn nghệ hôm nay về phía lãnh đạo địa phương. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đề nghị chúng ta hiện đại hóa về dự cùng với chúng ta hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ chỉ đạo vòng 2 tổ dân phố 9, đề nghị chúng ta hiện đại hóa về dự và chung vui hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Tâm, Chủ tịch Hội người cao tuổi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội người cao tuổi phường Quảng Phú cũng về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Về chung vui cùng với chúng ta hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố 9, Ban Công tác Mặt trận, các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể bà con nhân dân Tổ dân phố 9, đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, về chung vui cùng với đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu các đội văn nghệ Tổ dân phố 6, đội văn nghệ Tổ dân phố 7, đội văn nghệ Tổ dân phố 8 và những hạt nhân văn nghệ của toàn thể cán bộ và nhân dân phố 9 chúng ta cũng có mặt đầy đủ. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trong đời sống văn minh của chúng ta hiện nay, ngoài việc học tập, lao động, sản xuất, nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ là một nội dung hết sức quan trọng. Một trong những mục tiêu phát triển con người là sân chơi bổ ích của mỗi chúng ta, giúp mọi người dân hăng say học tập, lao động và sản xuất, đạt được những thành quả tốt nhất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ những nhận thức đó, nhận thức đúng đắn đó, trong thời gian qua, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương, sự đồng lòng của tập thể chi bộ, của Ban Công tác Mặt trận và của toàn thể cán bộ, đảng viên và quân nhân dân phố 9, chúng ta đã hoàn thành được khuôn viên sân khấu ngoài trời. Đây là nơi để thể hiện việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, khơi dậy tính sáng tạo trong văn học nghệ thuật, là nơi vui chơi bổ ích của toàn thể nhân dân. Cuối cùng, cho phép tôi xin được thay mặt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân Tổ dân phố 9 xin được gửi lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý khách gần xa cùng toàn thể bà con nhân dân. Chúc đêm văn nghệ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Đức Nguyên. Xin kính chúc đồng chí mạnh khỏe, thành công, luôn có đầy đủ tâm trí lực để đồng hành với sự phát triển của quê hương. Và tiếp theo chương trình, sau đây sẽ là một ca khúc mang âm hưởng truyền thống với cách nhìn, cách thể hiện của lớp người hiện đại. Xin trân trọng kính mời tiết mục Cô gái mở đường với sự trình diễn của câu lạc bộ Khu phố 9.